Hello anh em nhá, anh Nguyễn đang có mặt tại thành phố Hải Dương. Đây đúng thành phố của anh Nguyễn này, là quê của em này. Và lắp cho bác Hân ở thành phố Hải Dương. À, đối diện là trụ sở công an đó. Kiểu này bắt chết rồi. Bộ này anh Nguyễn ghép một đôi là full kép H40 từ 22 con 100 F25 và cực kỳ gấu. Nghe hay không đỡ luôn mà nhá. Bác ăn chơi cả đèn quay này. Có đèn quay đấy. Pin đi. Moving. Đây gọi là moving. Phê rồi nha. Đây bỏ anh Nguyễn lắp vào nha. Bao gồm đô la F25 2340 từ 22 100. Kinh điển luôn mà nha. Và súp V3 có đôi luôn. Có đẩy mình, gọi là có đẩy quay OTVT 4300 vàng S800 lưng tiếng lưng nguồn mic DV quay ba con săn này.